Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách sử dụng nhiều effect trên bản mixer TF của Yamaha. Về cơ bản thì bản TF có thể sử dụng tối đa được một lúc 8 cái effect, có nghĩa là ngoài cái reverb và delay của mặc định của bản thì mình có thể chèn được thêm 6 cái effect còn lại. Và 6 cái effect đó mình có thể tùy chọn cái mục đích mình cần để sử dụng. Khi mix một cái dàn nhạc nhiều effect sẽ cho cái người soundman có thêm cái công cụ để xử lý và làm cho cái việc mix một cái dàn nhạc nó thêm hay hơn. Ngoài cái reverb và delay thường xuyên là xài cho vocal thì những cái nhạc cụ còn lại, chẳng hạn như drum hay như bộ dàn dây hay như bộ hơi gồm các cái kèn ấy, vân vân, thì mỗi cái dàn nhạc, mỗi cái nhạc cụ đấy nó sẽ sử dụng một cái bộ effect khác nhau để tạo cái hiệu ứng cho cái bản mix tổng thể, chứ nó không thể dùng chung cái bộ reverb hoặc bộ delay của vocal được. Nếu mà sử dụng chung như thế nó sẽ tạo cho cái bản mix nó bị nhòe và vô tình làm cho cái việc mix cái dàn nhạc nó sẽ bị bận. Mình sẽ cho các bạn thấy được cái phần ví dụ, chẳng hạn như bộ drum. Tại sao mà bộ drum, riêng cái bộ drum ấy, việc mix effect cho nó đã là một vấn đề. Không chỉ chơi nhạc rock hay chơi nhạc pop hay chơi nhạc jazz thì mỗi cái dòng nhạc đấy, cái việc căn chỉnh effect reverb ấy thì nó đã khác nhau. Nó khác nhau như thế nào ấy thì mình sẽ mở demo cho các bạn nghe cái việc trống nó đánh các thể loại nhạc để các bạn hình dung ra được là cái việc cần thiết là chỉnh cái reverb như thế nào cho phù hợp với các cái dòng nhạc của bộ trống. Ok, vừa rồi mình đã demo cho các bạn nghe bộ trống nhạc rock và pop và phần output thì sẽ lấy ốc 9, 10 đấy vào cái phần insert, chọn một cái reverb hoặc một cái hiệu ứng nào mình muốn để xài cái đấy cho nhạc cụ nào đấy. Ở đây mình có thể xài dual pitch, dùng cái này để làm bè, xài cái dàn cái symphonic, cái này dùng cho dàn dây. Nhưng mục đích bây giờ mình xài cái output 9-10 này để làm một cái reverb mới, reverb khác để dành cho bộ trống, không liên quan đến bộ reverb của vocal. Thì mình sẽ chọn cái reverb stay, các cái thông số chỉnh thì các bạn chỉnh ở đây. Cái việc chỉnh thông số bao nhiêu ấy thì cái việc đó các bạn tùy chỉnh. Sau khi mình đã chỉnh cái reverb xong, lưu ý bật on ở cái mục stereo này lên.
nó có hai chữ ST đây, bật đỏ nó lên. Thì bây giờ cái kênh này nó sẽ là một cái kênh revert. Ở trong cái mục này mình có thể chỉnh thêm EQ cho revert ở mục này. Bây giờ muốn send cái ốc này vào cho bộ trống thì làm như thế nào? Các bạn nhấp vào mục ốc 90 bên này, vào phần input. Thì lúc này á, ốc 90 này nó sẽ là một cái bộ revert. Mình ví dụ snare kênh 1 thì mình kéo cái đường này lên, đường số 1 này lên. Thì lúc đó cái bộ revert của 90 mình đã send vào kênh snare nó vào. Ok, vào phần output này. Bây giờ mình đặt tên cho nó. Thì lúc này mình hiểu ngay cái kênh ốc 90 này nó đang đảm nhiệm với chức năng là revert cho bộ trống. Lưu ý phải bật ST này sáng đèn, tức ST này stereo đấy, sáng đèn lên thì lúc đó nó mới có tác dụng vào cho bộ drum. Bây giờ sang kênh output 11 12. Thì bây giờ cái kênh output 11 12 này mình sẽ chèn một cái revert nào để xài cho bộ dàn dây. Thì mình sẽ chọn cái này. Tức là một cái hiệu ứng nào đấy do cái người sau men người ta lựa chọn. Lưu ý cũng phải bật cái ST đỏ lên để cho cái ốc này có tác dụng với kênh đầu ra là kênh stereo. Và mình đặt tên cho nó. Đây là cách mà mình chèn thêm nhiều cái hiệu ứng effect vào trong Mixer TF. Xin cảm ơn các bạn.